Sáng nay, hơn 15.000 thí sinh Đà Nẵng đã đến xem số hướng bao danh, sơ đồ điểm thi, sẵn sàng thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi tại 33 điểm thi với 650 phòng thi và 2 điểm thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn với 58 phòng thi. Ngoài ra, trong số đó có 257 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm cự văn, toán và anh văn trong 2 ngày 6 và ngày 7 tháng 6. Riêng ngày 8 tháng 6, dành cho thí sinh thi vào trường chuyên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện tại bọn công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất chưa đáng, kỹ càng, đúng quy chế.